Thầy ơi, Nói đi em. dạ em là Khánh Hạ ở lớp tiết 3-4 trước thầy. Em đã cứ việc kêu về kịp nên thầy cho em xin học lớp này chung với bạn Tiểu Phương như thầy. Ok. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, ok. Thì bây giờ thầy sẽ sửa những cái bài homework của các bạn trước ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ học qua cái game tiếp theo. Là bài của nhóm 8. Thầy có bật âm thanh nhé. Nên là nếu cái game nào có âm thanh thì chúng ta sẽ nghe được. Rồi ok, chạy là nó chạy được rồi đó, nhưng mà cái slide này còn có một số điểm thì là lưu ý. Thứ nhất là nếu mà được thì em cho một cái nhạc nền nó chạy ở dưới nền ha, để cho nó sinh động hơn.
Cái thứ hai nữa là ở đây nó cần một cái slide thank you nữa để kết thúc cái game ha. Rồi em cho một cái hyperlink về cái slide thank you ở cuối cùng nè nha. Thế còn như vậy là nó thiếu một cái slide ha. Đó, rồi đầu tiên là cũng nhóm 8 là như vậy. Đang chờ đang chờ đó à, đang mơ mơ ngủ đang chờ thôi. Rồi tiếp theo là bài của nhóm 6. Thì các bạn sẽ nghe được cái nhạc nền nó chạy ha. Là nó cứ nhảy lén hồi thì cũng cũng tốt, nói chung là nó có nhạc nền nè, rồi có âm thanh khi mà mình mở ra những cái ô chữ thì như vậy là cũng ok. Nhưng mà có một điều thầy lưu ý đó là ở đây những cái con số và những cái ô chữ này nó hình như là nó đang bị trên lại, nó đang bị trên một xíu ha. Cho nên là tới hồi khi mà em thiết kế để em có thể em điều chỉnh lại sao đó cho từng cái này nè nó đi thẳng hàng với cái ô chữ nha, cái con số này nè đi thẳng hàng với ô chữ nên tốt hơn ha. Còn lại thì mọi thứ thì thấy cũng ổn rồi, ở đây có âm thanh luôn và có đặt tên đầy đủ. Thì như vậy thì các bạn nhóm 6 lưu ý cái chỗ này nha, mình chỉnh lại cái vị trí của nó. Rồi ngu chính bạn cũng có âm thanh khi mình click chuột nè à. Nhưng mà nếu mà được đó, thì cho một cái âm thanh nó chạy nè dưới luôn à, chạy xuyên suốt các cái slide này nó sẽ hay hơn. Rồi như vậy thì hơi khó nhìn một xíu, như vậy thì mình không có nhìn ra được là mình cần bao nhiêu chữ cái, em thấy không? Như vậy thì hơi khó nhìn một xíu, cho nên là mình làm á cái table của mình á ha, nó nên có cái đường kẻ ở dưới nè, cái đường kẻ ở giữa nha, thì nó sẽ dễ nhìn hơn, chứ như vậy nhìn sao biết được bao nhiêu chữ cái mà đánh chữ. Với lại những cái này hình như nó cũng đang nó chưa có được thật sự là nó cân đối, đúng không? Một cái nó lùi ra, một cái thì nó lùi lại, rồi mấy cái này nè cái chữ nó đi chưa cân đối nè ha. Đó, cho nên là nhóm nhóm chín nè, tới hồi mình làm điều chỉnh cái này lại một xíu nha, cho những cái ô này nhìn nó cân đối hơn nè, rồi nó có cái gạch ngang ở ngay đây nè, rồi nó có cái nhạc nền nó chạy ở dưới thì nó sẽ ổn hơn.
Rồi từ đây có cái cách nào về xa ra kiều không? Chuột thôi, mình có về không tạo để mình tạo một cái hyperlink luôn nha, để có cái nút bấm bấm cái về thank you luôn, chuột nha. Rồi cũng ba nhóm nữa. Đây là nhóm 2. Có nhạc nè. Bây giờ nếu mà thầy muốn mở hết luôn cái này thì tôi bấm đọc. Rồi, hình như là ở đây là cái game của bạn nó đang bị thiếu một chỗ ha, đó là làm sao để mà từ ngay cả khi thầy chưa bấm gì hết đây, thầy bấm một chỗ nào đó nó sẽ mở ra hết được tất cả mọi thứ luôn, thì ở đây nó chưa có cái điều đó, chưa có cái chức năng đó. Thế còn thầy bấm vô sao ra thank you rồi đó, không có phải nha. Rồi thì ở đây nhóm nhóm số 2 cần coi lại chỗ đó nha, về cái nhạc, về cái thiết kế thì cũng ok rồi, nhưng mà về cái slide này nè thì nó đang còn thiếu một cái chức năng, đó là mở ra tất cả mọi thứ nha. Rồi rút kinh nghiệm nhóm số 2, rồi hai nhóm nữa đây. Rồi về thiết kế thì đẹp đó, nhưng mà không có nhạc, không có gì hết. Qua đây có nhạc không? Rồi ở đây thì các bạn chưa làm cho cái này biến mất được. Bạn thấy không? Nghĩa là bây giờ đó, thầy mở lên, bây giờ nó sẽ hiện ra cái này, nhưng mà cái này nó không biến mất, nó có hiện ở đây. Rác hồi là mình có 8 cái hàng dài hàng ngang vậy luôn. Rồi tới chỗ đây là mở ra resource, ok.
Rồi để coi có chỗ nào bấm slide thank you không ha. À đây không có slide thank you luôn. Vậy thì trên cái slide này có một số chỗ đó chúng ta lưu ý, đó là thứ nhất chúng ta sẽ cho một cái nhạc nền nó chạy ở dưới cái slide này làm đẹp đó, nhưng mà nó có nhạc nữa vô thì nó sẽ sinh động hơn. Cái thứ hai là các bạn phải làm cho cái này khi chúng ta trả lời xong nó phải biến mất được. Như vậy nè, trả lời xong nó luôn, không biến mất nào. Rồi và cái thứ ba là có một cái đường hyperlink, cái slide cuối cùng đó là cái slide thank you, ở đây không có ha. Rồi bài cuối cùng của nhóm 1. Có một chút xíu đó, chỗ này đó là cái chữ này em thấy cái nền nó màu trắng mà cái chữ nó màu vàng nữa thì cái chữ này nó nhìn nó hơi mờ, nó hơi khó nghe một chút xíu, cho nên là hôm sau mình rút kinh nghiệm là mình làm á, nó hiển thị lên trên slide á, thì nhớ là nền trắng thì chữ tối mà nền tối thì chữ trắng ha, để mà nó contrast nó dễ nhìn. Như vậy thì nó mở xa thì hơi khó thấy đấy nha. Rồi với lại một điểm nữa đó là ở đây chưa có âm thanh, cho nên là hồi mình thiết kế lại là mình cho khi mà mở ra được các câu hỏi câu trả lời đúng rồi, mình mở ra nó có âm thanh, và nếu mà được nữa thì mình add thêm một cái âm thanh cho nó chạy nền ngay từ đầu ha, thì nó chạy nền xuyên suốt các cái slide này luôn, thì như vậy thì cái game của mình nó sẽ sinh động hơn. Còn còn mình mở lên như vậy chỉ nhìn lên trên này không có âm thanh gì hết thì nhìn nó cũng hơi nhàm chán chút xíu ha. Đó rồi sao về đặt tên rồi tên. Rồi có đặt tên thì đối với nhóm 1 thì thầy có một số cái lưu ý như vậy nha. Các bạn rút kinh nghiệm, các bạn cải thiện cái game này của mình ha. Rồi giờ thầy tắt cái này để chúng ta chuẩn bị vào cái game mới. Rồi thầy nhìn vào cái slide mà thầy đang chia sẻ này ha. Rồi thì cái game này chúng ta gọi nó là Magic Hat hay là tiếng món kỳ diệu đó. Thì trên cái game này thì chúng ta sẽ có là người chơi á, thì sẽ được xoay cái nón này mỗi lần ha. Ví dụ như chúng ta có từng câu hỏi, chúng ta trả lời từng câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất là What is the nearest planet to the sun? Rồi thì người chơi sẽ được xoay cái vòng này. Rồi chúng ta ngừng lại. Thì cho dù là bị mất điểm hay được cộng điểm thì người chơi cũng có quyền đoán một chữ cái. Một chữ cái trong cái câu trả lời này chưa, thì nếu mà đoán sai thì tất nhiên là không mở được cái gì rồi, nhưng mà nếu mà đoán đúng thì sao, thì
mình sẽ mở được cái chữ đó, ví dụ như chữ M đây. Chúng ta sẽ không mở nguyên một chữ nữa mà chúng ta sẽ mở từng chữ cái như thế này nha. Rồi thì lúc đó khi mà đoán đúng thì sẽ được cộng cái số điểm tương ứng trong này hoặc là bị trừ điểm hay gì đó chưa. Rồi là chúng ta xoay rồi lại đoán được đó. Đó. Ừ. Thì lúc này nó khác cái game hôm trước chút xíu là chúng ta không mở tất cả mà chúng ta mở từng chữ nha. Thì trên cái này các bạn thấy đó là chúng ta sẽ có gì, chúng ta sẽ có cái thứ nhất là cái vòng xoay, là làm sao thiết kế được cái vòng xoay rồi nó xoay như vậy, rồi khi nào chúng ta muốn thì chúng ta click cái nó ngừng lại đó. Đó. Rồi cái vòng xoay này nó không phải là một cái hình tròn một màu ha, mà nó có nhiều màu khác nhau và từng cái ô nó sẽ có cái nội dung khác nhau, bạn thấy không ạ? Dường như mất Dạ thầy điểm hay ơi, có hình hơi như slide bị đứng rồi ấy thầy. vậy đó. Ta chia sẻ lại đây, em thấy chưa nè, xoay nè Được rồi ấy. đó nè. Ừ. À, để làm sao để chúng ta làm được cái này và làm sao để chúng ta làm được cái câu hỏi và câu trả lời mà mở từng chữ như thế này ha. Ừ. Thật ra cái này mở từng chữ cũng được, nếu các bạn muốn muốn là ví dụ như bây giờ mình đoán được, mình đã mở được tới đây rồi, mình đoán được nguyên cái tên này đi, mình muốn mở một lượt hết luôn thì chúng ta cũng làm được luôn. Thì chút nữa ngoài cái việc mà mở từng chữ này ra, trên này thì thầy không có thiết kế cái đó nhưng mà mình làm vẫn được ha. Thì ngoài cái mở từng chữ này ra, nếu các bạn thích thì các bạn nhớ nhắc thầy là thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn mở từng chữ được, rồi mở tất cả mọi thứ cùng một lượt luôn được luôn. Thì chúng ta sẽ làm cách nào thì bây giờ thầy sẽ gửi cho các bạn cái nội dung của cái vòng xoay này để chúng ta có những cái ý tưởng chúng ta làm ha, và cái nội dung của hai câu hỏi là câu 1 và câu 3. Thầy sẽ gửi câu 1 và câu 3 bởi vì câu 1 và câu 3 nó sẽ có những cái chữ trùng đây, ví dụ như là chữ R nè, chữ Y nè, chữ L nè, còn cái này từng chữ nó tách biệt rồi nó không có trùng, thì chúng ta làm được hai cái này thì chắc chắn chúng ta làm được cái này thôi. Thì để tiết kiệm thời gian thì chúng ta chỉ cần hai thứ. Thế. Thì bây giờ thầy gửi qua Zalo nha. Đây, một nè. Rồi chúng ta có nội dung rồi thì bây giờ các bạn mở ra một cái file PowerPoint trắng, file mình không có gì hết ha, tắt cái này đi, mình sẽ share cho các bạn xem cái sao PowerPoint trắng mà mình làm như thế nào để được cái như vậy. Đây ta có rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái vòng xoay trước đúng không? Rồi bây giờ mình thiết kế cái slide này nha. Cái vòng xoay thì nó là cái hình tròn đó các bạn, ta vẽ cái hình tròn đó. Mình ta canh sao cho nó tròn. Rồi
Với cái hình tròn này bây giờ nó là một màu, thì chúng ta muốn nó là các phần khác nhau và các màu thì chúng ta phải tách khúc 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 đúng không? Thì bây giờ tách á, thì các bạn sẽ vẽ một cái đường kẻ để lát mình cắt ha. Và chúng ta không có dùng cái này nhá, không có dùng cái line này, nó không có kẻ được, chúng ta dùng cái này. Rồi ta vẽ ra rồi, để mà dễ nhìn là cái bài phim của này màu đen rồi. Rồi vậy vậy cái này với đi, mình chỉnh chưa chắc nó vô được 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 ở giữa đâu ha. Chúng ta quét nó luôn, chúng ta vô save format, chúng ta align align center thì nó sẽ đảm bảo là cái đường trong này nó nằm ở giữa của cái đường tròn ha. Center để cho chắc. Đấy. Rồi bây giờ từ cái đường này các bạn chưa có đặt tên gì cả nha, từ cái đường này các bạn làm cho D cả nha. Rồi D rồi. Rồi các bạn có cái một cái y chang như vậy cùng kích thước luôn, cùng kiểu là lại cái đây cho chắc nha. Rồi thầy sẽ lấy một cái, bây giờ các bạn sẽ xoay để tạo ra các cái khúc nha. Thì bây giờ các bạn control, hoặc các bạn click shift, bạn đè shift nè, các bạn nhìn cái chỗ cái mũi tên xoay nè, đè shift chúng nó xoay nó, đè shift click chuột của nó là xoay. Hồi nãy thì nó có 12 khúc, nhưng mà bây giờ để tiết kiệm thời gian thì thầy sẽ làm cho các bạn một cái, chúng ta cùng nhau làm là cái 8 khúc thôi ha. Thì nó rồi các bạn cứ xoay thôi, rồi Ctrl D một cái nữa rồi xoay đúng không? Rồi Ctrl D xoay, ta Ctrl D mấy lần xoay và chúng ta sẽ có được như vậy đó đó. Rồi như vậy là được rồi nè. Bây giờ chúng ta quét hết, chúng ta sẽ cắt nó. Thì các bạn sẽ vô lại quét hết nha, rồi vô lại save format nè, rồi các bạn vô cái chỗ merge này nè, merge save nè. Thì cái chữ merge nó là kết hợp, nhưng mà chúng ta không kết hợp, chúng ta cắt khúc thì cắt khúc nó là cắt mình nha. Cắt mình là bây giờ nó ra thành từng khúc khúc rồi đó, từng khúc nhỏ 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 vậy luôn. Thì các bạn sẽ lấy lại các cái khúc trong cái đường tròn, trong cái hình tròn này được chưa? Thì bây giờ các bạn đè control, các bạn click vào từng cái nha. Thì khi nó ra khúc như vậy thì chúng ta mới fill màu cho từng cái được ha. Rồi chúng ta control x, đó là chúng ta lấy được cái hình tròn nào ra rồi đó. Rồi bỏ cái này đi, mình chọn về cái hình tròn lại rồi vậy ha. Và bây giờ nó hơi phù phù cái này đang thấy, bỏ cái gì đó đi vô đó, dừng lại ở giữa. Chắc là được rồi đó. Rồi như vậy nha. Và bây giờ các bạn phim màu đấy, giờ màu đen đúng không, và đổi màu đó, có từng khúc như vậy thì chúng ta mới đổi được từng màu cam rồi. Hãy
Sao được chưa? Đó là chúng ta được có được cái hình tròn như vậy rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ fill nội dung vô. Cái nội dung vô thì các bạn add shape. À, các bạn nội dung vô. Bây giờ cộng 5 đi. Rồi ha. Để chỉnh cái chữ là cho nó nhỏ nhỏ rồi lát chúng ta không có bị chữ rồi. Không? Rồi, mình thiết kế được như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ coi cái màu nền với cái màu chữ ha. Để thật bỏ đen hết đi. Nè. Rồi. Tại vì cái này nè. Màu nó tối quá, thì chúng ta cho màu trắng. Thì từ đây á, ta sẽ bỏ hết cái phim nữa rồi. Rồi bây giờ từ đây các bạn sẽ group nó lại ha, bạn sẽ quét hết nhé, rồi các bạn chọn là group được không, thì chúng ta sẽ có được cái vòng xoay chưa. Rồi cái vòng xoay này nó đặt, nó tên là gì này,
Chúng ta sẽ đặt tên cho cái vòng xoay này Wheel hay là Magic Wheel gì đó tùy các bạn đó rồi dành ở đây các bạn muốn trang trí nữa cho nó đẹp á thì à cái này nó chưa có dính là ha thì gỡ cái wheel này ra lại nè. Mình cẩn thận không là nó sẽ bị sót rồi rút nè đó được thì bây giờ mình muốn trang trí cho nó đẹp thì chúng ta sẽ vẽ ra một cái đường ở ngoài. Cái trong thì mình thích là 384 384 thì cái này chúng ta cho nó là 4 đi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lắm chỉnh gì thì cũng sẽ hơi khó chỉnh nha. Chúng ta align nó lại rồi được không ạ? Rồi bây giờ trang trí thôi. Rồi chúng ta còn cần một cái đường kẻ ra đây nữa. Và cuối cùng và cái bề rồi nhé về đi rồi chúng ta có mọi thứ rồi bây giờ các bạn sẽ tạo hiệu ứng cho cái ở trong này cái wheel này cái đường ngoài chúng ta không quan tâm nha cái này không quan tâm này để trang trí cho đẹp thôi chúng ta tạo hiệu ứng cho cái wheel ở trong này thì cái wheel này nó sẽ xoay đúng không ạ cái bài chọn nó rồi các bạn cho nó hiệu ứng spin ha nó hơi trên một xíu rồi đó rồi kệ đi rồi chúng ta làm cái này rồi khi các bạn có hiệu ứng xoay rồi thì các bạn vô chỉnh effect option nhé bạn cho nó xoay cho tới kết thúc luôn à.
Rồi, nó xoay cho tới kết thúc luôn và nó sẽ xoay khi chúng ta click vào nó và được một cái nha. Để nó trên là do cái này nó trên rồi. Rồi cái này xoay nhưng mà chúng ta phải cho nó thêm một cái nữa là nó ngừng lại khi chúng ta muốn nữa, thì lúc này á từ cái này các bạn add animation cho nó một cái hiệu ứng xuất hiện ha, nó xuất hiện khi chúng ta click vào nó. Được. Rồi là bây giờ cái vòng xoay nó sẽ hoạt động được, bạn coi nè, click vào nó xoay nè, được không ạ? Rồi click vào nó ngừng rồi, được chưa? Vào xoay, click vào ngừng. Là được cái ha. Thì bây giờ chúng ta còn một cái phần tiếp theo, đó là những cái câu hỏi và làm sao để mở ra được các cái chữ cái như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thiết kế phần câu hỏi đó. Thiết kế các bạn có thể vẽ textbox và các bạn vẽ cái shape ra bỏ chữ vô thôi. Được như thế này. Rồi đây. Để bỏ câu hỏi vô. À. Rồi nha. Rồi xong chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ tạo ra những cái câu, chúng ta sẽ tạo ra những cái câu trả những cái chữ cái ha. Chúng ta sẽ có những cái sẽ bỏ chữ cái vô thì các bạn sẽ vẽ ra một cái shape với kích thước mà mình muốn. Rồi là thầy sẽ vẽ ra ở đây là 0,5 với 5 cái size nó là như vậy thôi. Năm để năm này giờ đi chơi con đối ha. Vâng. Là cái này nè. Rồi, bây giờ mình chỉnh cái size chữ với màu chữ cho nó luôn. Sẵn đây đi. Rồi bây giờ cái chữ này là Mercury, nó có 7 chữ cái thì chúng ta sẽ đắp được size lên 7. 3, 4, 5, 6, 7. Rồi nhá. Align lại coi. Nó công bằng lắm.
Rồi. Bây giờ chúng ta có mấy cái này rồi. Để khoan chúng ta cũng ghi tên nổi tên người cả. Chúng ta đắp để khai ra một cái đi. Để chúng ta có được một cái phiên bản giống y hệt. Để lát nữa nó sẽ che những cái chữ dưới này lại. Ở trên này lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu ghi. Được ha? Okay. Thì những cái này nè, tôi sẽ đổi tên này. Đây là cái chữ M. M lớn thì thôi, giờ chúng ta đặt nó là M lớn ha. Rồi, che nè. Nếu có hai chữ R thì chúng ta sẽ đặt ở đây R1. Rồi. R2 gì đó rồi. Bây giờ những cái chữ này nè nó sẽ tương ứng nhưng mà nó chia lại, thì chúng ta bây giờ ở đây mình đặt rồi M lớn rồi đúng không, chúng ta đặt M nhỏ đi, cái đặt y chang vậy ha. Rồi bây giờ mình thử nha, trước khi chúng ta bỏ lên thì chúng ta thử đi, ta thử cho cái này biến mất. À, rồi chúng ta cho biến mất từng cái, những chữ nào mà tách ra thì chúng ta làm chung. Dạ. Rồi. Chữ M. Chúng ta xuất vào chữ M. Rồi một rồi hai thì nó sẽ chung. Rồi thì click vào rồi một đấy ha, chúng ta coi. Để nó hoạt động đường nhé, giờ chúng ta bỏ lên. Rồi thử nào. À, nó theo ý mình không à, đó lại nó còn hơi trên thì bây giờ mình kéo ra thôi. Rồi. Rồi, đó là cái cách chúng ta làm ha. Thì bây giờ chúng ta thử làm lại một cái nữa đi, câu hỏi số 3 đi ha, phức tạp hơn, làm một cái nữa các bạn nhìn nữa các bạn hình dung. Rồi ở đây là chữ William Shakespeare. Hồi nãy là chúng ta có một cái sấy như thế này, cái size nó có sẵn rồi, chúng ta đắp cái khay lên. Rồi bao nhiêu chữ cái thì chúng ta sẽ tạo ra cái để khỏi đắp cái khay luôn, này lấy nguyên cục này luôn. Bỏ hiệu ứng đây.
đó mấy cái trang rồi đúng không? Đây là William Shakespeare ở dưới, rồi ở đây hai cái. Làm từng cái ha. Rồi đặt tên ha. Chữ lớn thì chúng ta đặt theo chữ lớn. Y này có hai chữ Y, Y một. Số 3 chữ A, cho nên ở đây chúng ta đặt A 1. Nó tương tự, nhưng mà ở đây chúng ta đặt là chữ nhỏ ha. Hãy
Rồi, thì bây giờ chúng ta có cái dãy như thế này rồi á, thì chúng ta bắt đầu thải hướng ha. Thì chúng ta lưu ý đó là chúng ta sẽ có thải hướng cho những cái chữ nhỏ, thì chữ W và chữ M là những cái chữ không lặp này. Chúng ta thải hướng cho nó chứ ha. Đây. Thì rồi chúng ta xem tiếp ha. Đây những chữ lặp nè. Hà dư y nè. Hai chữ L nè. Rồi. Bây giờ chúng ta có tiếp là chữ A. A1. Tương tự cho những chữ khác ha. Tuần
sốt một chuyện người khác. Rồi, từ các bạn thì bây giờ ta sẽ bỏ nó lên nó sẽ là xong. Rồi. Giờ là chúng ta mở chữ trái được rồi đó. Mà từ đây, đúng không? Ví dụ như bây giờ các bạn mở ra được chữ chữ này đây. Các bạn đã đoán được hết rồi, bạn đã đoán được nguyên một cái này nó tên là gì rồi. William Shakespeare, anh muốn mở hết một lượt đúng không, thì chúng ta vẫn có cách thì chúng ta phải tìm lại coi những cái này nó tên gì ha, là fashion show. Rồi cái này đó là fashion one đúng không ạ? Rồi thì chúng ta sẽ cho nó mở đồng loạt được luôn, đó là bây giờ các bạn chọn hết cái này đâu anh, chọn những cái số nhỏ để mở những số nhỏ. Rồi, thì lúc này á, các bạn sẽ add animation. Đúng rồi, add animation đó là các bạn cho hiệu ứng nói gì cũng được. Bằng cách là trigger vào fashion sư. Chứ, thì thôi bây giờ các bạn đoán tới đây đi. Rồi. Để các bạn đoán được rồi thì muốn trả lời hết cũng được luôn. Ok. Thì tương tự để làm lại nè. Như cái câu trên đi. Như Resplendent of the Sun Mercury đúng không? Mình lấy chữ nhỏ nè. Được không? Rồi. Các bạn thêm hiệu ứng Add Animation. Được chưa? Trigger vào Question 1 là nó thể được luôn. Giờ ví dụ như thế này. Rồi mình đoán luôn đây. Thì các bạn ok. Rồi cái này thì nó chạy nè. Rồi nếu mình dừng nè. Được chưa? Rồi. Các bạn coi thử ha. Trong quá trình mình làm cái này có thắc mắc cái chỗ nào không? Thì bây giờ thầy điểm danh trước. Rồi các bạn coi chỗ nào mà nó khó hiểu thì sau khi thầy điểm danh xong các bạn hỏi ha.
Quỳnh Anh. Có ạ. Dạ có. Ok, Bảo Chi. Dạ có. Kim Trúc. Dạ có. Mày. Quốc Cường. Dạ có. Trường Giang. Dạ có thầy ơi. Trương. Ok rồi. Thu Hiền. Đỗ Thị Thu Hiền. Lê Thị Thu Hiền. Lê Thị Thu Hiền. Không trả lời anh Vắng nha. Lê Thị Thu Hiền. Rồi. Trung Hiếu. Đã có. Dạ thầy ơi, Thu Hiền có thầy ơi. Rồi. Xuân Hương. Xuân Hương. Xuân Hương vắng nha. Thúy Hoa. Thúy Đúng Hoa. rồi, quá. Phương Khánh. Phương Khánh. Đắng nha. Đăng Khoa. Dạ có. Nguyệt Kiều. Nguyệt Kiều. Từ từ nha. Nguyệt Kiều. Đắng nha. Hải Linh. Hỏi cũng quên. Hải Linh. Rồi. Thùy Linh. Dạ có ạ. Diệu Linh. Dạ có. Thúy Loan. Dạ có. Nhật Minh. Có. Mộng Mơ. Dạ Trầm My. có. Thanh Ngân. Dạ có. Minh Ngọc. Dạ có. Vũ. Rồi. Hạnh Nhân. Dạ có. Huỳnh Hồng Nhi. Dạ có. Nguyễn Hồng Nhi. Dạ có. Thân Thị Nhi. Dạ có. Tiểu Phương. Dạ có. Nguyên Phương. Dạ có. Như Quỳnh. Dạ có. Hoàng Sơn. Hoàng Sơn. Hoàng Sơn vắng nha. Trung Tâm. Trung Tâm. Rồi ok, Trung Tâm có Xuân Thái. Dạ có rồi. Kim Thảo. Dạ có. Thu Thảo. Dạ có ạ. Minh Thư. Dạ có. Anh Thư. Dạ có. Hoài Thương. Dạ có. Phan Thị Thúy. Dạ có. Phụng Tiền. Dạ có. Huyền Trân. Dạ có. Thu Trang. Dạ có. Xuân Trường. Xuân Trường. Xuân Trường vắng nha. Thanh Tuyền. Dạ có. Bùi Thị Tuyết. Dạ có. Nhã Vi. Nhã Vi. Nhã Bạn Vi nó có vắng nhắn nha. vô tin nhắn á thầy ơi. Bạn Nhã Vi với Tùng Vi xin ra sớm đi lên trường, có nhắn vô tin nhắn á thầy. Rồi rồi ok. Rồi thầy thấy rồi. Cảm ơn em. Rồi. Thầy nhắc lại nha, hôm nay là không có bạn Nguyễn Thị Nguyệt Kiều. Không có bạn Phan Thị Xuân Hương. Dạ thầy ơi, dạ thầy lớp ơi em. bạn. Hả?
nói. Dạ, em thấy có Khánh, Kiều, Linh, Tân nhắn tin trong tin nhắn này thầy. Rồi. Phương Khánh. Bị lag, bị ao mất tiêu rồi thầy ơi. Nguyệt Kiều. À rồi, thấy rồi. Ừ, đôi khi mà thầy không có để ý trong tin nhắn thì các bạn cứ nhắc giùm thầy nhé. Khánh, Kiều. Rồi. Bạn Hương có không ta? Dạ bạn không Hương, bạn Hương nha. Cái thầy bạn nó đang vô lại mà. Dạ. Rồi được rồi Hương. Còn Sơn là không có đúng không? Dạ có luôn thầy ơi. Nãy em. Rồi, được rồi. Còn Xuân Trường. Nghĩa là không có Xuân Trường nha. À, để điểm danh cho bạn Khánh Hà nữa. Rồi ok, bây giờ đầu tiên là thầy trả lời câu hỏi của bạn Trường Giang. À rồi Trường Giang, cái phần thi giữa kỳ thì chắc chắn là phải thi có thi giữa kỳ rồi. Thi thì sẽ làm một cái PowerPoint lesson, được không? Cái PowerPoint lesson thì trong đó nó có cả là làm về làm về những cái PowerPoint game show này lẫn một số cái game online thì mình chưa có học tới game online chưa, thì nếu mình làm luôn cả cái game online á, thì chắc là khoảng 3 tuần nữa mình mới xong tới cái game online, thì khoảng 3-4 tuần nữa thì các bạn mới làm giữa kỳ nếu tính luôn cái phần game online, được chưa? Nhưng mà để thầy sẽ thống nhất với các cô khác có dạy cái môn này thử coi là làm giữa kỳ thì có cho các bạn làm game online luôn không. À, nếu mà mình làm luôn cái đó thì khoảng 3-4 tuần nữa, còn nếu mà không á thì có thể sớm hơn. Nhưng cái đó thi giữa kỳ là nó còn xa nhá, thì 2 tuần nữa, có nghĩa là tuần sau các bạn vẫn học một cái game nữa nhé. Rồi tuần sau nữa thì chúng ta sẽ làm bài thường kỳ 1. Thì nó là như thế này, các bạn nào mà cái game show của mình từ đầu tới giờ đó mình làm còn đang thiếu cái game show nào, nhóm nào đang làm thiếu game show nào, hoặc là cái game show của mình mà nó chưa có được ổn, nó chưa có được mình cảm thấy chưa có thật sự là tự tin, cảm thấy chưa có hoàn hảo lắm, thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái game đó rồi nộp lại ha. Thì tới hết tuần sau thầy sẽ collect lại những cái game mà các bạn làm từ đầu tới giờ, thì tuần sau nữa thì thầy sẽ chấm cái game đó là cái thứ nhất. À, cộng với thầy sẽ hỏi lại các thành viên trong nhóm, hỏi từng bạn là từng làm như thế nào mà ra được như vậy. Không có bắt các bạn làm lại từ đầu, nhưng mà thầy sẽ dựa theo cái của các bạn đã làm rồi thầy hỏi lại là làm như thế nào. Còn cái game mà mỗi nhóm phải giải thích cái game nào hay là sẽ được lấy điểm cái game nào thì cái đó là
Random. Được chưa? Thì cái việc các bạn cần làm bây giờ đó là thứ nhất á là về nhà. Nếu bây giờ không có câu hỏi thì về nhà các bạn coi lại cái recording của ngày hôm nay, các bạn tập làm lại cái magic hat này nha. Đó, làm sao làm được cái này cho nó quay được nè, cộng với các câu hỏi này mở được từng chữ cái và mở được tất cả mọi thứ một lượt ha. Làm sao, đó là công việc thứ nhất. Cái công việc thứ hai là mình về coi cái game nào mình làm từ đầu tới giờ mà nó chưa được ổn thì mình điều chỉnh lại, hoặc mình đang thiếu cái nào thì mình làm, mình bổ sung vô. Rồi sẵn là mình ôm tập lại cách làm những cái game đó đi, được chưa? Rồi mình làm cho nó nhuần nhuyễn cái này thì mai mốt 2 tuần nữa thì bạn sẽ làm được bài thường kỳ. Rồi lúc đó xong rồi hãng tính tới giữa kỳ, giờ để thầy thống nhất với các cô khác trong cái môn này rồi mới là quyết định làm cái hình thức như thế nào. Làm mà làm theo kiểu nếu mà có online nữa, online CVC nữa thì không biết là làm sao. Bởi vì các bạn nếu mà thi ở trên trường thì mạng không biết sao nữa. Thì để thầy thống nhất lại, thầy hỏi thử coi làm sao ha. Được chưa Giang? Dạ vâng ạ. Rồi ok rồi. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi, đã được rồi. Nếu các bạn không có câu hỏi gì nữa thì chắc là chúng ta cũng kết thúc ha. Để cho các bạn tranh thủ, ai có học tiết sau thì tranh thủ đi ăn một miếng rồi đi học, rồi chạy ra trường đi. Ok. Rồi, hẹn gặp các bạn tuần sau nha. Nhớ làm bài. See you. Bye bye thầy. Em chào thầy ạ. Rồi. Ok, chào các bạn.